Đây là bức hình của chị tôi khi được đăng lên mạng, mặt rất là xinh gái, mũi cao cho tới khi tôi quay qua phía bên này. Mọi người xem xét hai người này có giống nhau chút nào không, hai cái má bánh bao thế này thì giống thế éo nào được. Mấy bạn hay yêu nhau qua mạng thì hay để ý nhé, tốt nhất là gặp xong đã rồi mới nói tới chuyện yêu đương.